tàu Trung Quốc xâm phạm vịnh Bắc Bộ, Hải quân Việt Nam luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Xin chào các bạn đã đến với kênh Netizen Reacts. Các bạn thân mến, mới đây một nhà phân tích của Trung Quốc đã đăng tải video nói về sức mạnh của Hải quân Việt Nam phải khiến Trung Quốc nể phục mà không dám hành động khinh suất. Trong bối cảnh mà căng thẳng về tranh chấp vẫn tồn tại ở Biển Đông, thì video này đã gây bão bình luận của cộng đồng mạng Trung Quốc. Vậy cụ thể câu chuyện là như thế nào? Mời các bạn cùng mình khám phá trong video này nhé! Trong thời gian gần đây, nhiều quốc gia đã phải nhìn nhận lại sức mạnh của Hải quân Việt Nam, bao gồm cả Trung Quốc. Sự thừa nhận này không chỉ đến từ việc Hải quân Việt Nam ngày càng hiện đại hóa và phát triển, mà còn từ những chiến lược, phương pháp tiếp cận đầy khôn ngoan và thực tế của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi trên biển. Chứng minh cho điều đó là từ đầu năm 2024 cho tới nay, các cuộc đụng độ tại Biển Đông đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp. Điều dễ thấy nhất đó là việc Trung Quốc đang ngày càng ngang ngược hơn tại các vùng tranh chấp. Bài văn mẫu làm bằng miệng thì tuyên bố ủng hộ hòa bình, nhưng ngay sau đó thì lại xua tàu gây tranh chấp với các quốc gia khác. Sự cảnh giác thì luôn được đặt lên hàng đầu, và thay vì sử dụng lời nói, chúng ta cần thêm nhiều hành động hơn. Kể từ năm 2012, Trung Quốc đang ngày càng gia tăng cái gọi là chiến thuật vùng xám, hiểu đơn giản là biến những vùng bình thường thành những vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng biển của mình, từng bước một. Bằng chứng là họ đã thành công với việc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines. Ngay sau đó là sự kiện HD981 với Việt Nam. Liên tục sau đó là những tranh chấp với Malaysia, Indonesia và Philippines. Cụ thể với Việt Nam thì đã có hai cuộc đụng độ quy mô lớn tại bãi Tư Chính vào năm 2019 và đá Ba Đầu vào năm 2021. Và đến năm 2024, Việt Nam đã và đang ghi nhận một loạt những vụ tranh chấp chưa từng thấy trong gần 10 năm trở lại đây. Từ đó mà mình thấy được rằng Việt Nam và các quốc gia khác lại đang có những cách nhìn nhận khác nhau về việc tranh chấp. Vào mấy ngày trước thôi, đã có tin tàu Hải Dương 26 của Trung Quốc hoạt động ở vùng biển của Việt Nam ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Họ khảo sát trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng rằng Việt Nam hết sức quan ngại và kiên quyết phản đối cũng như yêu cầu từ phía Trung Quốc phải chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và không được phép tái diễn các hoạt động trái phép tương tự, tôn trọng đầy đủ quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông vẫn là những cầu văn mẫu quen thuộc thế thôi. Thế nhưng từ những bức ảnh chụp được và hành động đã xảy ra, thì mình cho rằng Việt Nam đang có một góc nhìn khác về tranh chấp. Bức ảnh về con tàu HD26 đã nói lên tất cả, đó là lực lượng kiểm ngư của Việt Nam, một trong những lực lượng chấp pháp biển của chúng ta. Vậy thì điều này đã nói lên điều gì? Đó là việc Việt Nam đã coi việc tranh chấp với Trung Quốc là điều tất yếu và là chuyện thường ngày, bất chấp những tuyên bố ngoại giao tốt đẹp của các lãnh đạo Bắc Kinh. Nhưng thực tế đã được thể hiện qua bức ảnh này, cho thấy Việt Nam luôn cảnh giác và đề phòng Trung Quốc bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, dù là vùng không tranh chấp. Trên lý thuyết, khi mà ta đều biết việc phân chia vịnh Bắc Bộ với vùng biển phía Nam của Trung Quốc đã xong từ năm 2007. Thế nhưng, sự kiện HD981 hồi năm 2014 đã cho chúng ta một bài học, đó là trong mối quan hệ với Trung Quốc phải có hợp tác, nhưng cũng luôn phải có những bất đồng. Trong lúc đánh giá cao các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc là một động lực để phát triển, thì Việt Nam cũng luôn phải cảnh giác để làm sao không bị phụ thuộc hoàn toàn vào họ. Đồng thời thì càng cần cảnh giác với những hành động gây hấn, bất thình lình của họ. Và sự kiện tàu HD26 này đã phần nào nói lên điều đó, khi chỉ vừa vài tháng trước thôi, các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vẫn đang diễn ra đầy tốt đẹp. Thì ngày hôm sau, một con tàu của họ đã xuất hiện ở sát sườn chúng ta. Việt Nam thì giờ đây cũng không còn bất ngờ như năm 2014, mà dường như đã đoán được trước khi lực lượng chấp pháp của chúng ta đã có mặt sẵn để đề phòng trường hợp này. Mình cho rằng đó là tâm thế của Việt Nam trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, đồng thời phần nào đó nói lên cách nhìn nhận của chúng ta về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Tranh chấp là điều tất yếu với một quốc gia đầy dã tâm như Trung Quốc. Không thể ảo tưởng về những lời lên tiếng thông thường hay một lời nói cứng rắn có thể thay đổi được điều gì ở trường hợp này. Thay vì tốn nước bọt trên mấy cái micro như Philippines, thì Việt Nam đã chọn cách nâng cao sức mạnh của mình để đủ sức đối phó với Trung Quốc, cũng như cách ông cha ta ngày xưa chống lại giặc phương Bắc.
một mặt thì vẫn tỏ ra thần phục, tiếp nhận sắc phong, theo đúng câu nói, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế nhưng, đồng thời thì vẫn sắm sửa binh khí, tích trữ lương thảo, động viên nhân dân. Chỉ cần giặc phương Bắc có ý định động binh là cả nước đều sẵn sàng vào tình trạng chiến tranh. Mình cho rằng, điều cốt lõi để chúng ta chống lại giặc phương Bắc xâm lược không chỉ đến từ việc vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, mà đó còn là vì tâm thế của chúng ta luôn trong trạng thái phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột với chúng. Ngay ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng có thể thấy được điều này trong năm 2024, những hành động leo thang, căng thẳng chưa từng có của Bắc Kinh. Theo tường thuật trực tiếp của hãng tin IQR Philippines, kể từ ngày 22 tháng 4 cho tới nay, Philippines và Trung Quốc đang xảy ra những tranh chấp quyết liệt tại khu vực bãi cạn Scarborough và một số khu vực quanh bãi cỏ mây. Theo truyền thông của Philippines, thì hành động này được xem là lời đáp trả của Trung Quốc cho cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Balikatan giữa Mỹ và Philippines cùng với một số quốc gia đồng minh của họ, bao gồm có thêm nước Pháp. Sự kiện này kéo dài từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5. Theo đó, thì 4 tàu hải cảnh và 6 tàu dân binh của Trung Quốc đã di chuyển rất nguy hiểm và cản trở hai tàu Philippines đang thực hiện cuộc tuần tra tiếp tế cho ngư dân của họ tại khu vực bãi cạn. Vào thời điểm xảy ra vụ xích mích giữa hai tàu của Philippines khi cách bãi cạn 12 hải lý, thì một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã phun vòi rồng tấn công vào hai con tàu này khi cách bãi cạn hơn 900 mét. Hai tàu khác cũng xịt vòi rồng vào từ hai phía, khiến lan can và mái tre của tàu Philippines bị hư hại. Ngoài ra, Philippines còn tố cáo Trung Quốc đã tái thiết lập 380 mét dây phao chặn nối vào bãi cạn. Xin lưu ý với các bạn rằng, các vụ đụng độ này diễn ra khi cuộc tập trận giữa Mỹ, Pháp và Philippines vẫn đang diễn ra, tức là đang có sự hiện diện của chiến hạm và hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Pháp ở đó. Như vậy thì có thể thấy rằng, căng thẳng Mỹ-Trung đã gia tăng thêm vài cấp độ so với trước đây. Còn nhớ cách đây vài năm, mỗi khi tàu Mỹ xuống Biển Đông tập trận, vừa rút đi thì tàu Trung Quốc mới dám kéo vào. Còn giờ đây thì mọi chuyện đã khác. Khi Mỹ và đồng minh vẫn còn đang tập trận ở ngay Biển Đông, thì lập tức Bắc Kinh đã dám đáp trả thẳng thừng luôn và rất quyết liệt bằng các cuộc tập trận cùng thời điểm, gây sự với đồng minh chiến lược của Washington. Ngay trước mặt lực lượng của cường quốc quân sự số 1 thế giới mà không nể nang bất cứ điều gì, thì ngay cả hai chữ quan ngại Hoa Kỳ cũng chẳng dám lên tiếng để giúp anh bạn đồng minh của mình. Trong khi đó, ngay sau khi kết thúc cuộc tập trận, Philippines vẫn như mọi khi, đó là họ tốn khá nhiều nước bọt với chiếc micro thay cho đổ mồ hôi ngoài đại dương. Mới đây, Tổng thống Philippines nêu ranh giới đỏ ở Biển Đông, coi là hành động chiến tranh. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã cảnh báo rằng bất kỳ công dân Philippines nào thiệt mạng bởi một quốc gia khác ở Biển Đông thì nó sẽ rất gần với một hành động chiến tranh. Tổng thống Marcos đã nhiều lần đề cập tới các tranh chấp trong bài phát biểu của mình. Theo ông, những hành động bất hợp pháp, cưỡng bức, gây hấn đã tiếp tục vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines, đồng thời khẳng định Manila sẽ bảo vệ chủ quyền của mình tới từng milimét vuông. Cuối cùng làm như vậy thì cũng chẳng hơn ông Duterte trước kia là tuyên bố là sẽ dùng cano ra biển, cắm cờ lên bãi cạn Scarborough. Trong khi Việt Nam chúng ta thì đã thay đổi tâm thế, coi việc đối đầu với Trung Quốc ngoài Biển Đông là điều ắt phải xảy ra trước tham vọng bá quyền của Bắc Kinh, thì Philippines vẫn chưa thay đổi tâm thế mà vẫn chỉ dựa vào những lời nói cứng rắn chẳng ai nghe. Đồng thời là cái uy danh của ông bạn đồng minh Hoa Kỳ để hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không dám làm căng. Về phần đụng độ ở bãi Tư Chính thì Việt Nam luôn duy trì một đội từ 12 tới 20 tàu túc trực ở đây. Nếu Trung Quốc có ý đồ xâm nhập là quân đội của chúng ta sẽ truy cản ngay. Còn về phần Philippines, rõ ràng là lời nói của ông Marcos chẳng những không khiến Bắc Kinh run sợ mà còn khiến họ hành động mạnh hơn khi chỉ vừa nói xong thì Trung Quốc đã điều tàu xuống khu vực biển của Philippines. Không biết là sau sự việc này Philippines có thêm phản ứng gì không? Và ông bạn đồng minh siêu cường số 1 thế giới có lên tiếng quan ngại giúp hay không? Hay là lại bảo bạn hãy mua vũ khí của tôi đi? Ở phần trên mình có nói Việt Nam đã coi việc tranh chấp với Trung Quốc là điều tất yếu và là chuyện thường ngày. Nhưng đương nhiên là không thể chỉ dựa vào vài bức ảnh mà đó là vì chỉ vừa tháng 4 năm 2024 vừa qua thôi, Việt Nam và Trung Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ về việc lập đường dây nóng giữa quân chủng Hải quân Việt Nam với chiến khu miền Nam của Trung Quốc. Sự kiện này được xem là một dấu mốc ngoại giao giữa hai nước và được xem là tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi những thông tin nóng, giúp giải quyết kịp thời những tranh chấp,
không để xảy ra đụng độ và giảm thiểu khả năng căng thẳng trên Biển Đông. Vậy nhưng, ngay cả khi ký xong, Việt Nam thay vì một cái thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng ký giấy trắng mực đen thế này thì yên tâm quá còn gì, nhưng thay vào đó là một tâm thế sẵn sàng cho đụng độ. Và đúng như vậy, chỉ 2 tháng sau thì chúng ta đã có bức ảnh ở trên, đúng như câu nói về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc là theo kiểu tay bắt còn chân đạp. Qua những hành động thực tế mà Việt Nam đang áp dụng vào việc giữ chủ quyền của mình ở Biển Đông đã khiến không ít người dân Trung Quốc phải gật gù. Vậy cụ thể họ đã nói những gì? Mời các bạn theo dõi tiếp phần tổng hợp bình luận dưới đây nhé! Dù muốn hay không, chúng ta phải thừa nhận rằng Hải quân Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn. Họ đã đầu tư rất nhiều vào việc hiện đại hóa lực lượng của mình và không ai có thể coi thường điều này. Hải quân của họ không chỉ lớn mạnh mà còn rất thông minh trong việc sử dụng ngoại giao để bảo vệ lợi ích của mình. Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn khi đối phó với họ. Việt Nam không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn biết cách kết hợp với ngoại giao để tạo ra một thế trận vững chắc. Điều này khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn thực hiện bất kỳ động thái nào ở Biển Đông. Sự phát triển của Hải quân Việt Nam đang đặt ra thách thức lớn cho chúng ta. Họ không còn là đối thủ dễ dàng bị áp đảo như trước đây. Trước đây, chúng ta luôn nghĩ rằng mình có thể áp đảo Việt Nam bằng sức mạnh. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Họ đã trang bị những vũ khí hiện đại và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của mình một cách kiên quyết. Họ biết cách tận dụng ngoại giao để tạo sức ép quốc tế, đồng thời củng cố lực lượng quân sự của mình. Việt Nam là một đất nước khôn ngoan và họ còn có truyền thống yêu nước mà không phải quốc gia nào cũng có được. Sức mạnh quân đội của Việt Nam là điều khó nói, khó giải thích, vì không hiểu vì sao họ có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể. Chúng ta nên cùng nhau hợp tác và phát triển với một đất nước có tiềm năng mạnh và rất thông minh như Việt Nam. Quân đội của Việt Nam xếp loại top trên thế giới, đừng đùa với họ. Trên đây là những bình luận đánh giá của cư dân mạng Trung Quốc. Còn bạn thì thấy dự án này của Việt Nam chúng ta có khả thi không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Các bạn thấy đó, Việt Nam là đất nước có truyền thống sâu sắc về tinh thần dân tộc. Trong lúc mà các bên còn bận võ mồm trên truyền thông, thì Việt Nam chúng ta đã tranh thủ mở rộng đảo với tốc độ được xem là nhanh nhất chưa từng có trong lịch sử. Tất nhiên, chúng ta không cố gắng phát động một cuộc chạy đua xây đảo ở Biển Đông khi mà chúng ta đều biết rằng Trung Quốc họ có tiềm lực lớn hơn cả cái Đông Nam Á này cộng lại. Thế nhưng, nó thì cũng cho thấy rằng Việt Nam luôn cảnh giác với Trung Quốc trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Đồng thời, chúng ta cũng đưa ra một thông điệp rằng Việt Nam có thể gác lại quá khứ, thế nhưng sẽ không bao giờ quên lịch sử đau thương. Và dù rằng chiến tranh là hy sinh, là mất mát, nhưng chủ quyền lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng mà Việt Nam không bao giờ nhân nhượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này trên kênh Netizen Reacts. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi và bình luận thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.